Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Trước mặt màn hình của chúng ta đây chính là anh Trọng, một trong những người đã lấy đi rất nhiều nước mắt của quý anh chị cô chú, những mạnh thường quân. Anh chính là người đàn ông của gia đình 6 người trên chiếc xe ba gác. Qua hơn 10 ngày với cuộc sống khổ cực thì nay anh Trọng cũng đã thoải mái đứng trò chuyện với tất cả anh em, khoác lên mình một chiếc áo mới và một chiếc xe mới được mạnh thường quân ủng hộ. Cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi khi bây giờ có nhà mới, xe mới. Đây là lần đầu tiên mà em nhìn thấy anh Trọng vui cười và thoải mái như thế này. Khi mà anh mới lên Sài Gòn chở 4 người con và người vợ trên chiếc xe ba gác với một thân hình ốm yếu, làn da đen sạm. Và anh cũng từng chia sẻ rằng khi mà từ quê lên trong túi không có nổi 200 ngàn, nhưng vì cuộc sống sinh nhai muốn cho những người con của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì anh và vợ mình đã quyết định rời xa quê hương lên Sài Gòn. Và bây giờ mọi điều tốt đẹp đã đến với gia đình. Và clip này em muốn gửi cho tất cả những người mà yêu quý anh Trọng. Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa hình ảnh đời thật của anh Trọng khi mà những ngày khó khăn khi mới lên Sài Gòn đã qua đi rồi. Và xin mời mọi người cùng vô bên trong để xem hôm nay gia đình của anh Trọng có những cái gì mới nhé. Em xin cập nhật tiếp cái căn nhà của anh Trọng nhé mọi người. Ở đây chính là cái cửa sắt rào lại ở đây thì chắc chắn là sẽ đảm bảo cho các bé không có đi ra ngoài này, không có bị nguy hiểm xuống cái sông này. Đang là lát gạch cái toilet. Như chú Hai Phước có chia sẻ, đây là toilet chung dành cho 2-3 gia đình ấy. Còn của anh Trọng là bên trong. Anh Trọng là bên trong nhà rồi. Bây giờ đang lát gạch này. Đây là cái cửa sắt. Đó, rất là yên tâm chưa. Hiện tại thì gia đình của anh Trọng đồ đạc cũng khá là nhiều, chưa sắp xếp được. Ngày hôm nay thì vẫn còn một số cái hạng mục nữa vẫn chưa làm xong. Như là bên trong toilet thì gắn một vài thứ đèn điện nữa. Những cái cháu bé thì hiện tại vẫn đang ngủ trưa. Có một số bé thì đã thức rồi, còn những cháu nhỏ thì đang ngủ. Phải nói rằng là anh Trọng tuy là khó khăn nhưng mà có một gia đình rất là hạnh phúc, luôn luôn quay quần bên nhau như này, rất là vui vẻ. Đôi khi có thể rằng là anh Trọng làm về mệt nhưng mà nhìn những đứa con này thì chắc chắn sẽ khỏe ngay, vui ngay, đúng không ạ? Quên hết mệt mỏi, chắc chắn là như vậy. Con ngủ vậy? Con mua dép sao vậy? Con có dịch bệnh không? Có chú Mạnh thì con ở Hóc Môn vừa mới mua ba đôi dép cho ba đứa nhỏ nha quý vị. Phúc mang thử dừa không con? Ủa, Phúc mang dừa nè. Công chúa. Đây xin cho mọi người coi lại một lần nữa nha, cái cửa sắt mà được chú Hai Phước hàn này, đảm bảo an toàn cho các bé không có xuống sông được. Chiều nay là xong hết không hả chú? Dạ tắm, tắm cô trọng rồi xong hết trơn rồi đó. Dạ. Như cái này là nhà vệ sinh công cộng chung đúng không? Xài chung. Cổng. Dạ, cái cảnh này rất giống miền Tây này. Rất là giống miền Tây sông nước ha. Cầu tre lắc lẻo khó đi anh Trọng ơi. Yeah.
Và anh Trọng mới mua một cái nệm thì có thể là tối nằm nó sẽ êm hơn cho các con, nó nằm sẽ đỡ đau lưng. Cũng có một cái chiếc quạt mới đó, cũng đã mới được mua. Đây là cậu bé con của anh hôm bữa có đi khám đây, nuốt 2 viên sỏi. Rất may là bé không có bị sao, nhưng mà là do là ít ăn nên là bị suy dinh dưỡng thôi. Này mới được bác gì tặng cho chiếc dép đúng không? Dễ thương quá ha, đẹp quá, hợp với cái màu áo luôn. Con thích lắm không? Đó là hôm nay con đã thoát khỏi cảnh sống vô gia cư đúng không? Con phải là nhìn vô đây nè. Con cảm ơn các mạnh thường quân. Con cảm ơn các mạnh thường quân. Cảm ơn ông bà cô chú. Nói. Cúc nói đi. Nói con. Ông quạt đi. Nói đi con. Con cảm ơn ông bà cô chú. Nói đi con. Nói. Để giúp đỡ con. Cảm ơn ông bà cô chú trên cộng đồng mạng. Nói. Tôi chưa biết nói. Con hứa con sẽ sống tốt. Con hứa sẽ ngon. Nói đi. Rồi, con à, con ngại thuốc con ngại à, hiện tại thì chú ở Hóc Môn đang cũng đang dạy chỉ bảo cho Phúc con của anh Trọng, tuy nhiên nhóc con đang ngại quá. Chắc là đây, hơi nhát. Dép hơi bự rồi. Nè mang dép này nè. Nè. À phải chiếc này qua chiếc này nè. Ừ đúng rồi. Đẹp dữ luôn. Bữa nay mấy để vui quá trời. Hôm nay chú ăn một mùa dép. Bữa nay con vui không? Ra đây mấy chú coi, ra đây. Mấy em ơi nè. Để dạo mát á cô Phúc. Chúng ta cũng bỏ dép rồi. Ở nhà chứ xe vô. Mưa rồi. Mưa rồi. Mi lên, mi lên. Vậy là hôm nay đã cúng xong, cũng như là làm cái mâm cơm nho nhỏ để gia đình quây quần bên nhau. Thì em cũng một lần nữa cảm ơn tất cả cô chú, anh chị. Và chúc gia đình của anh Trọng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và sắp tới những công việc của mình sẽ thành công. Sẽ nuôi dạy những đứa con của mình thật tốt. Giỏi vậy, giỏi vậy. Thánh đi công chuyện rồi. Tú Linh. Tú Linh ra, Tú Linh ngoan lắm nha. Con thưa đó. Đâu, con thưa lại nè. Một, hai. Anh trai nói con thưa ông bà. Còn xa xa kia là vợ. Dạ, con đứng vậy nè, con đứng vậy nè. Đâu, anh trai giỏi nè. Đâu, khoanh tay lại, thưa ông bà giỏi nè. Khoanh tay lại. Không biết nói không? Đây là chú ở đây từ sáng hả chú? Hả? Mình ở đây từ sáng rồi hả? À, đi ghé lúc 9 giờ. Dạ. Rồi chú dự định khi nào chú về? Lát nữa về. Lát nữa về. Rồi, ở đây ở chơi mấy bé vui quá. Rồi, không muốn về luôn. Rồi mai mình cứ ghé nữa không chú? Không. Dạ. Dạ.
ồn. Em xin kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ và luôn đồng hành cùng em trong thời gian vừa qua. Một lần nữa chúc tất cả mọi người có một sức khỏe tốt trong cái mùa dịch này, và hẹn mọi người ở những nội dung sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em nhé, và nhớ nhấn vào cái nút chuông để nhận những video mới nhất.